Bạn đang tìm kiếm một căn hộ độc lập, sang trọng, thân thiện với cảnh quan ngay giữa lòng thành phố Vinh sôi động. Với khu đô thị Nam Lê Lợi, những mong ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Tọa lạc tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ khu đô thị Nam Lê Lợi, quý khách hàng sẽ dễ dàng di chuyển tới các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi giải trí, nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện, trường học. Khu đô thị Nam Lê Lợi có tổng diện tích hơn 9,2 ha với 356 căn hộ liền kề và 20 biệt thự được thiết kế hài hòa, sang trọng giữa khuôn viên cây xanh. Hệ thống giao thông rộng rãi, nhà văn hóa, lưới điện, nước sinh hoạt đều đã được hoàn thiện, an toàn và tiện dụng. Các lô đất tại khu đô thị Nam Lê Lợi đều được sử dụng ổn định lâu dài, hỗ trợ quý khách hàng dễ dàng thực hiện mọi giao dịch bất động sản, thanh toán linh hoạt, nhanh gọn với sự hợp tác của các ngân hàng cho vay tới 70% giá trị sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bến Thành, dự án khu đô thị Nam Lê Lợi, địa chỉ phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 02383 520 666, 02388 668 555, website dieocbenthanh.vn.